Sáng nay tại thủ đô Hà Nội, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an tổ chức lễ kỷ niệm 75 năm Công an nhân dân học tập thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy, 75 năm ngày truyền thống xây dựng lực lượng Công an nhân dân 11 tháng 3 năm 1948, 11 tháng 3 2023 và đón nhận huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng nhất. Dự và phát biểu chỉ đạo tại lễ kỷ niệm, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, bất kỳ tổ chức hay cá nhân nắm vững, thấm nhuần và thực hiện nghiêm túc theo 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân, thì ở nơi đó, đơn vị đó, cá nhân đó sẽ có bản lĩnh hơn, vững vàng hơn, trưởng thành và phát triển hơn, trở thành người cán bộ vừa hồng vừa chuyên, thực sự là những chiến sĩ Công an nhân dân Việt Nam trong sạch, anh hùng. Cùng dự có Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Ghi nhận, biểu dương và chúc mừng những thành tích chiến công của lực lượng Công an nhân dân trong 75 năm học tập thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, đây cũng là dịp để lực lượng Công an nói chung và mỗi cá nhân, cán bộ, chiến sĩ Công an nói riêng tự soi, tự sửa lại mình, xem đã làm tốt, làm đúng những lời căn dặn, dạy bảo của Bác Hồ muôn vàn kính yêu. 6 điều Bác Hồ dạy nghe thì rất giản dị, mộc mạc, ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ, nhưng lại hàm chứa những nội dung vô cùng sâu sắc, phong phú, thể hiện đầy đủ ý nghĩa cách mạng và khoa học, lý luận và thực tiễn, phẩm chất và năng lực của người cán bộ chiến sĩ Công an nhân dân Việt Nam. Đây thật sự là một chỉnh thể thống nhất về hình mẫu của người cán bộ chiến sĩ Công an cách mạng, là đạo lý, tình cảm, là lập trường, quan điểm, tư tưởng của giai cấp công nhân, là nguyên tắc, phương châm hành động, thái độ ứng xử, là chuẩn mực về nhân cách mà theo tôi, cán bộ chiến sĩ công an, dù ở cương vị công tác nào, cũng phải luôn luôn ghi nhớ, thấm nhuần và nỗ lực phấn đấu thực hiện cho bằng được. Không phải chỉ ghi nhớ, mà phải thấm nhuần, và không chỉ thấm nhuần, mà phải thực hiện cho bằng được trong hành động thực tế thì mới là học tập làm theo những lời mà Bác đã căn dặn. 6 điều Bác Hồ dạy thực sự là kim chỉ nam cho mọi hoạt động của lực lượng Công an nhân dân trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. 6 điều dạy dỗ đó quý lắm, thiêng liêng lắm và có ý nghĩa sâu sắc lắm. Từng câu, từng chữ, từng lời dạy của Bác tuy giản dị nhưng mà mãi mãi còn nguyên giá trị, thực sự là ánh sáng, là ngọn đuốc soi đường chỉ lối, luôn luôn nhắc nhở mỗi cán bộ chiến sĩ Công an chúng ta phải dĩ công vi thượng, tức là phải đặt công việc chung lên trên hết, đặt lợi ích của Đảng, của Nhà nước, của nhân dân lên trên hết trong việc thực hiện chức trách nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó. Và thực tiễn đã chứng minh, đúc kết thành bài học kinh nghiệm quý báu đó là ở đơn vị nào, tổ chức nào, cá nhân nào mà nắm vững, thấm nhuần và thực hiện nghiêm túc theo điều 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân thì ở nơi đó, đơn vị đó, cá nhân đó sẽ có bản lĩnh hơn, vững vàng hơn, trưởng thành và phát triển hơn, trở thành người cán bộ vừa hồng vừa chuyên, thực sự là những chiến sĩ Công an nhân dân Việt Nam trong sạch, anh hùng. Để tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa việc học tập thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy, Tổng Bí thư yêu cầu lực lượng Công an nhân dân cần chú trọng quán triệt, tập trung làm tốt 3 vấn đề cốt yếu, đó là học tập, quyết tâm thực hiện làm theo và gương mẫu đi đầu. Mỗi cán bộ chiến sĩ Công an nhân dân phải thường xuyên tự soi, tự sửa, tự tu dưỡng rèn luyện, phải luôn luôn tự mình nhận thức sâu sắc và cũng tự mình phải nỗ lực cao nhất để thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy. Đặc biệt là lời huấn thị đối với tự mình phải cần kiệm liêm chính, bởi đây là đạo đức trong hành động, là sự ứng xử trong mọi mối quan hệ mà ai cũng gặp phải hàng ngày. 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân là lời căn dặn đối với một lực lượng đặc thù,
một lĩnh vực hoạt động đặc thù, một sức liên tưởng xã hội thật rộng lớn, ai cũng tự mình phải thường xuyên soi vào. Mỗi cán bộ, chiến sĩ công an nhân dân phải luôn luôn tâm niệm về trách nhiệm, bổn phận, nghĩa vụ của mình và trung thực, khiêm tốn, kính trọng và lễ phép với nhân dân, biết nhận lỗi và quyết tâm sửa lỗi khi mà mình phạm phải, dám chịu trách nhiệm và kỷ luật khi vi phạm, đề cao lòng tự trọng. Đây là những yêu cầu mà mỗi cán bộ, chiến sĩ công an nhân dân, những công bộc của dân phải tự ý thức, tự giác ngộ để trở thành một nhu cầu trong bản thân của mình. Cụ thể là mỗi cán bộ, chiến sĩ công an nhân dân phải xây dựng cho mình một phong cách ứng xử trong các mối quan hệ với tự mình, với đồng sự, với chính phủ, với nhân dân, với đối tượng, đối tác và kẻ địch. Phải coi đây là việc làm thường xuyên, khắc ghi trong tiềm thức, trong trái tim, khối óc và hành động thực tiễn trong công tác chiến đấu hàng ngày của mỗi người. Luôn luôn rèn luyện, tu dưỡng, giữ mình cho thật trong sạch, vững vàng, không sa ngã trước sự mua chuộc lôi kéo của các phần tử xấu, lợi ích nhóm, không bị cám dỗ bởi những danh lợi tầm thường, không lợi dụng cương vị công tác của mình để làm phương hại đến lợi ích chung, lợi ích chính đáng của nhân dân. Có như thế mới bảo vệ được sự uy tín, danh dự và phát huy được truyền thống anh hùng, cách mạng, vẻ vang của lực lượng công an nhân dân. Kiên quyết, kiên trì đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ. Phải kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực với tinh thần không có vùng cấm, không có ngoại lệ, không bị tác động bởi bất cứ ai trong bất cứ hoàn cảnh nào. Trong công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng, Tổng Bí thư nhấn mạnh, trước hết cần phát huy vai trò của người đứng đầu. Đây vừa là tấm gương, vừa là chỗ dựa về tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ, tạo sự lan tỏa mạnh mẽ về thực hiện trách nhiệm nêu gương trong toàn lực lượng công an nhân dân. Nêu gương của thành viên các cấp ủy, người đứng đầu phải thể hiện sự toàn diện trên các mặt tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, tác phong, tự phê bình và phê bình. Trong quan hệ với nhân dân, trách nhiệm trong công tác, ý thức tổ chức kỷ luật và đoàn kết nội bộ, cấp trên làm trước, làm gương cho cấp dưới với phương châm trên làm gương mẫu, dưới tích cực làm theo. Cán bộ đảng viên phải làm gương cho quần chúng, chú trọng siết chặt kỷ cương kỷ luật, điều lệnh, quy tắc ứng xử trong công an nhân dân. Tôi vẫn thường nói, quân đội và công an là hai lực lượng, là thanh kiếm và lá chắn, là hai cánh của một con chim để bảo vệ, giữ gìn hòa bình, ổn định, phát triển đất nước. Do vậy, nhân dịp này, để lực lượng công an nhân dân là thanh bảo kiếm ngày càng sắc bén hơn, lá chắn ngày càng vững chắc hơn, thì tôi cũng xin nhấn mạnh hai cánh của một con chim để bảo vệ hòa bình ngày càng phải cứng cáp, khỏe mạnh, dẻo dai, nhịp nhàng hơn, thì càng cần phải có sự quyết tâm chung sức đồng lòng của toàn lực lượng công an nhân dân trong việc học tập thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy. Có như vậy mới giữ được uy tín, danh dự, truyền thống quý báu của lực lượng công an nhân dân, giữ được niềm tin yêu của nhân dân đối với Đảng, đối với công an nhân dân, đối với nhà nước và với chế độ, mới thực sự thực hiện được câu vì nước quên thân, vì dân phục vụ, còn Đảng thì còn mình, danh dự là điều thiêng liêng cao quý nhất. Tổng Bí thư tin tưởng việc học tập và thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy công an nhân dân sẽ tiếp tục được đẩy mạnh hơn nữa, ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả hơn nữa, góp phần tích cực vào việc thực hiện thắng lợi các nghị quyết của Đảng, đặc biệt là nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ ngày càng cao trong tình hình mới. Tại lễ kỷ niệm, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã trao huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng nhất
tặng lực lượng làm công tác xây dựng lực lượng công an nhân dân, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm, Thứ trưởng Bộ Công an Trần Quốc Tỏ đã trao thưởng cho 75 tấm gương tiêu biểu đại diện cho hàng ngàn, hàng vạn cán bộ chiến sĩ công an nhân dân luôn khắc ghi lời Bác dạy, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân.